Hello, xin chào các chị em. Trong video này thì Trang xin chia sẻ cái cách làm móng để chúng ta gắn vào sổ mẫu nha. Mình quét sơn, mình sơn màu lên trên cái móng gắn sổ. Cái này thì nó đơn giản ý, không có gì để hướng dẫn cả, nhưng mà cái mục đích mình làm là để hướng dẫn một số chị em gắn vào sổ ấy. Nhiều chị em không biết cách gắn vào sổ, cứ hỏi mình dùng gắn vào sổ như thế nào. Thì mình hay sơn lên như thế này, sau đó mình hơ máy hết lần lượt đi, xong mình đánh số vào. Tẹo nữa mình sẽ chỉ mọi người cách đánh số. Sơn xong thì mình sẽ cho vào hơ máy nha. Tẹo nữa khi mà mình đã hơ máy xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái cuộn băng dính này. Mình có thể viết cái mã số vào đây. Đấy. Và ở trên sổ này. Trên sổ này thì có các cái mã số đây, nhưng mà cái chai sơn của chúng ta thường mọi người hay mua lẻ ấy, thì không có cái mã, nó không trùng khớp với lại cái mã ở sổ, thì chúng ta sẽ mua cái cuộn này và chúng ta viết mã số lên đây và chúng ta dán vào đây. Và khi mọi người dùng sơn cho khách ấy, thì mọi người chỉ cần nhìn cái mã mà chúng ta dán lên trên này là chúng ta có thể biết được cái màu đấy. Khi mình sơn móng ở trên móng để gắn vào sổ này thì mình không đòi hỏi cái kỹ thuật sơn móng, chúng ta cứ sơn màu lên trên này cho nó kín móng là được, không đòi hỏi kỹ thuật là phải sơn như thế nào hết. Sau khi mà mình đã hơ khô máy, mình sơn đủ màu rồi đấy, mình sẽ sơn túp bóng lên. Mình gắn cái móng sổ này, mình sơn màu lên móng gắn sổ thì chúng ta sẽ không cần phải sơn bay đâu, nó không cần thiết. Chúng ta sơn thẳng màu lên cái móng gắn sổ. Sau khi xong rồi thì mình sơn túp bóng lên. Đây, mình vừa sơn túp bóng xong và cái sơn thì mình sơn tương ứng với lại những cái màu này. Thì cái mã ở trên cái lắp chai này nó không có tương ứng với lại cái màu cái... À nó không tương ứng với lại cái mã số ở đây. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra và mình xếp lần lượt vào đây nhá. Xong là mình sẽ dán số lên đây. Đây, cái móng này mình bẻ ra. Và khi nó có một cái cục thừa đây, mình sẽ dùng cái bấm móng này, mình cắt nó đi. Đấy, cắt nó đi, sau đó mình đưa vào sổ này thì mọi người đưa này, chúng ta đưa liệng, mình hơi nghiêng cái móng và mình đưa xuống và mình ấn xuống này là nó xuống.
Mình gắn lần lượt theo cái mã số mình đã xếp đây. Tiếp nữa mình gắn số cho nó dễ. Đây là cái bảng màu chị khách ngày nấy. Đây, số mình vừa xếp đã lần lượt rồi đấy. Mình sẽ dán số vào này. Chúng ta sẽ dán cái mã số vào bên cạnh. Và mình khi mình xếp lên mình nhìn theo cái mã này. Nó là cái màu 80 đấy. Đây, mình sẽ dán 80 lên đây. Và khi khách chọn màu mình chỉ việc nhìn theo cái mã số là mình lấy. Đây, tiếp theo. Đấy, sẽ rất dễ cho chúng ta khi mà chúng ta mua sơn lẻ về mà nó không trùng với lại cái mã số ở trong bảng của mình. Mình có thể mua cái cuộn giấy, cái băng băng giấy kiểu này này. Mình dán số vào. Rất là tiện. Mã 84 là màu gì đây? Rồi ok, mình tạm dừng cái video này tại đây. Vậy là Trang vừa chia sẻ cho mọi người cái cách gắn móng vào sổ và chia sẻ cho mọi người cái cách chúng ta khi mua sơn lẻ chúng ta có thể dán cái mã số để làm sao dễ cho chúng ta khi chúng ta phân biệt ấy, màu, chúng ta lọc màu nhanh nhất để chúng ta sơn cho khách. Rồi, xin chào mọi người nhé.